Hi, xin chào, mình là Thanh Nhìn. Hôm nay mình sẽ tạm dừng các clip nói về cocktail xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng nhé. Hôm nay mình sẽ nói về cái loại rượu mà mình quên mất chưa từng bao giờ nhắc đến trong các clip của mình. Tequila. Tequila là một trong năm loại rượu được tiêu thụ mạnh nhất trên thế giới. Và cái vị của nó thì mình thấy là nó hơi có vị cay cay và hơi gắt một chút. Nếu bạn có tìm hiểu qua thì tequila uống cùng chanh, muối và theo dạng shot rất phổ biến trong văn hóa ở Mỹ và Mexico. Và mặc dù viết là tequila nhưng đọc là tequila nhá. Tequila, đừng vào quán bar và gọi cho một cốc tequila nhá. Là tequila. Tequila có nguồn gốc từ Mexico, ở vùng tequila của Mexico, và được chưng cất từ một loại thực vật. Ở đây trông nó như này này. Ok, và độ chai rượu của mình đây là có nồng độ cồn thể tích là 40%. Và mình mua với giá khoảng tầm hơn 300.000 một chút. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cocktail vô cùng nổi tiếng có tên là Margarita. Margarita có thành phần chính là rượu tequila. À, mình vừa nói qua rồi. Rượu chipset. Mình đã từng nói qua trong một clip trước rồi. Các bạn có thể thay thế rượu chipset bằng một loại nước hoa quả hoặc loại rượu mùi cam khác như là Cointreau đều được. Một loại ly đặc trưng của Margarita. Và thành phần tiếp theo đó là chanh tươi. Và nguyên liệu không thể thiếu nữa đó là muối nha. Muối. Margarita được pha chế theo tỷ lệ giữa tequila, chipset và chanh tươi với rất nhiều các kiểu tỷ lệ khác nhau. Có người thì pha 3-1-1, 3-1-1, có người thì là 2-1-1, có người thì 3-2-1, và có người thì thậm chí còn pha tỷ lệ 1-1-1 nữa. Hôm nay mình sẽ pha tỷ lệ mà mình hay pha nhất là tỷ lệ 3-2-1. Ok, bây giờ mình tiến hành pha chế luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt chanh tươi ra nha. Wow, quả chanh đào. Moment, mình sẽ cắt một lát để lát mình trang trí cái cốc Margarita này. Thế là mình sẽ dùng cái quả chanh này, mình lau qua miệng cốc và sau đó lăn qua muối. Ok, các bạn nhìn đây, mình đã có một cốc Margarita đang lăn qua muối rồi. Mình sẽ để sang một bên nhá. Đầu tiên là mình sẽ cho 3 phần tequila. Tiếp theo là 2 phần chipset. Tiếp theo là mình cho một phần nước cốt chanh vào đây. Tiếp theo là mình cho đá vào. Nếu các bạn chỉ uống một phần rượu cocktail thì các bạn có thể dùng cái bình lắc nhỏ này cũng được. Rồi, bây giờ mình lắc đều lên nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần rượu vừa lắc ra nhá. Và mình sẽ trang trí bằng một lát chanh vừa cắt lúc nãy. Uống ở nhà thì cũng không nặng nề việc trang trí chanh lắm đâu, nhưng mà thôi cứ trang trí cho nó đẹp. Ok, hôm nay mình với mọi người đã pha chế xong loại cocktail có thành phần chính là rượu tequila, có tên là Margarita, rượu ngọc trai. Hẹn gặp mọi người ở trong các clip sau nhé. Xin chào, mình là Thanh Nhìn. Bye. Wow.